sàng là khi mà cưới nhau á, anh có thể làm một cái tờ giấy cam kết là cho dù mà sau này mà lỡ mà có ly dị nhau á, thì mình ra đi cũng không có còn một cái gì đó từ trong cái tài sản chung này hết. Thường á, trong một mối quan hệ khi mà ở ngoài người ta nhìn vô á, một trong hai á, có một người có cái khả năng mà kiếm được nhiều tiền hơn, thì ở ngoài người ta hay nói là nhỏ này quen cái người này là vì tiền, hoặc là cái anh chàng này quen cô đó vì tiền. Thì trong mối quan hệ của em cũng có những lời ra tiếng vào như vậy. Nhưng mà trong quá trình quen nhau á, thì em thương Bình ở chỗ đó. Có nghĩa là Bình là một người cho dù trong người còn 50 ngàn cũng sống được tháng nữa, không có chi xài gì hết trơn á. Và cái thứ hai nữa là đối với Bình, vật chất không có quan trọng. Em cũng đặt ra nhiều cái thử thách dành cho Bình. Thì ví dụ như là cái sắt ở nhà em cho Bình giữ password hết. Rồi xe cộ này nọ thì Bình biết mọi thứ, tài khoản ngân hàng hay là password của bank của em này biết hết. Bình nói là sẵn sàng là khi mà cưới nhau á, anh có thể làm một cái tờ giấy cam kết là cho dù mà sau này mà lỡ mà có ly dị nhau á, thì Bình ra đi cũng không có còn một cái gì đó từ trong cái tài sản chung này hết. Nếu như mà đã có năng lực, không bao giờ em sợ cái vấn đề đó hết. Mình phải ưu tiên cho phụ nữ vì họ còn mất nhiều thứ thanh xuân này kia nọ cho mình. Rồi họ mất sức khỏe khi họ sinh con cái, thì họ cần phải có tài sản hơn để họ còn chăm lo cho con cái lâu dài. Còn với Trinh thì sao? Nếu đặt trường hợp ngược lại, người đàn ông của em là cái người đề nghị cái điều đó thì sao? Em tôn trọng, nhưng mà thật sự bản thân của mình á, khi mà có con, khi mà có gia đình rồi, là cái người phụ nữ sẽ không nghĩ tới bản thân của mình nữa đâu. Ngay cả bây giờ em cũng thấy là cuộc sống mình cũng quá đủ rồi. Em sống bây giờ một ngày em ăn 100 ngàn cũng em cũng sống được. Và mình cũng tận hưởng những cái thứ trên cái cuộc sống này mà mình thấy là mình muốn thử trong một lần trong một đời mình coi là như thế nào rồi. Bây giờ đối với em thì vật chất cũng không có quan trọng nữa. Quan trọng nhất là khi mà mình sống trong cuộc sống của mình có một cái niềm vui. Đó là cái mình không có dùng tiền mình mua được. Và cái quan trọng nhất là sức khỏe. Nếu mà mình sống vui tươi, mình có nhiều sức khỏe, mình làm gì mình cũng sống được hết. Đối với em là như vậy ạ. À,